Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Tâm Điểm Chất lượng của cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi luôn đem lại những thông tin mới từ trong và ngoài nước. Và tôi là Thanh Bình, đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Đối tượng nào được nhận hỗ trợ của gói 38.000 tỷ đồng? Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị quy định riêng để mở cửa kinh tế. Chuyển hướng phòng chống dịch, đẩy mạnh tiêm vaccine gắn với lộ trình mở cửa. Ngành bán lẻ kỳ vọng tăng trưởng nóng nhờ tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có phiên họp bất thường về đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng một phần kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động. Sau thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTV-QH15 về hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng giá trị gói hỗ trợ vào khoảng 38.000 tỷ đồng. Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ cho người lao động là khoảng 30.000 tỷ đồng, theo hình thức hỗ trợ tiền mặt và các mức hỗ trợ khác nhau dựa trên thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt một lần. Điều kiện người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm. Không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và người hưởng lương hưu hàng tháng. Mức hỗ trợ 1 triệu 800.000 đồng trên một người, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm dưới 12 tháng. 2 triệu 100.000 đồng trên một người, đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng. 2 triệu 400.000 đồng trên một người, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng. 2 triệu 650.000 đồng trên một người, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng. 2 triệu 900.000 đồng trên một người, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng. 3 triệu 300.000 đồng trên một người, đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên. Hỗ trợ người sử dụng lao động như sau, hình thức giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng và điều kiện. Mức hỗ trợ người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian giảm mức đóng từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, tổng số tiền hỗ trợ tới người sử dụng lao động là 8.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Thủ tướng xem xét cho phép Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng để mở cửa nền kinh tế do nhiều quy định hiện chưa phù hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch COVID tại thành phố. Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố đang chuẩn bị một chỉ thị mới sẽ được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Theo dự thảo của Bộ Y tế, có 3 tiêu chí đánh giá thích ứng an toàn COVID-19 là ít nhất 80% dân số trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine, tất cả trạm y tế phường, xã có oxy y tế và kế hoạch lập trạm y tế lưu động, cũng như tổ chăm sóc người nhiễm, lập cơ sở điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, đảm bảo tối thiểu 2% số giường hồi sức cấp cứu trên tổng ca bệnh dự báo cao nhất. Có 4 cấp độ nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp ứng phó tương ứng, gồm cấp 1 màu xanh, cấp 2 màu vàng, cấp 3 màu cam, cấp 4 màu đỏ. Chỉ số đánh giá nguy cơ dịch dựa trên một số tiêu chí như số ca nhiễm mỗi tuần trên 100.000 dân, tỷ lệ người trưởng thành, được tiêm vaccine. Nếu địa bàn chưa đạt tỷ lệ tiêm 80% người trên 50 tuổi, phải tăng biện pháp chống dịch lên một cấp.
Về phân chia cấp độ dịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị hai phương án, trong đó phương án bổ sung phần đánh giá cho các địa phương có tỷ lệ 95% người trên 80 tuổi đã tiêm một mũi vaccine. Phương án 2 là giữ tỷ lệ tiêm chủng như dự thảo của Bộ Y tế, nhưng chỉ số bắt buộc phải áp dụng cho ít nhất 50% người trên 50 tuổi được tiêm đủ vaccine. Nếu chỉ số này không đạt thì phải nâng lên một cấp độ dịch. Thưa quý vị, tại buổi tọa đàm tham vấn chuyên gia kinh tế xã hội do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã tổ chức sáng nay 27 tháng 9, các chuyên gia đưa ra hàng loạt giải pháp chuyển hướng trong phòng chống dịch COVID-19 để sớm đi vào trạng thái bình thường mới. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương lưu ý, cần kiểm soát nhanh và hiệu quả dịch bệnh do COVID-19, đẩy mạnh tiêm vaccine gắn với lộ trình mở cửa nền kinh tế phù hợp, sự hợp tác tích cực của doanh nghiệp và cải thiện ý thức của người dân, thì hệ lụy đối với nền kinh tế, đặc biệt là trung tâm kinh tế có thể được giảm bớt. Ngoài ra, nếu tư duy chính sách lồng ghép hiệu quả việc tìm kiếm những mô hình, không gian kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, thay vì chỉ bó vào kích thích tài khoá, tiền tệ, thì kinh tế Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để phục hồi, nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh trong tương lai. Bà kiến nghị tiếp tục ưu tiên kiểm soát dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến trình tiêm vaccine, sớm xây dựng và thực hiện chương trình tổng thể về phục hồi, phát triển kinh tế trong và sau dịch COVID-19. Chuyên gia kinh tế trưởng và quản lý chương trình kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư Ngân hàng Thế giới Việt Nam cũng cho rằng để vào trạng thái bình thường mới, tốc độ phục hồi phụ thuộc rất lớn vào quy mô về các chương trình tiêm chủng, mặc dù xét nghiệm vẫn là biện pháp quan trọng để ngăn chặn đại dịch. Để ổn định kinh tế vĩ mô, cần hướng sang chính sách tài khoá nhiều hơn và thực hiện chính sách tiền tệ ít hơn với các chương trình trợ giúp xã hội, cần hiệu quả hơn để giảm bớt gánh nặng kinh tế, trong đó cần phân bổ thêm vốn cho các chương trình trợ giúp xã hội từ chính sách tài khoá, xây dựng một cơ quan đăng ký xã hội quy mô lớn và áp dụng kỹ thuật số để nhanh chóng xác định những người dễ bị tổn thương, mở rộng quy mô thanh toán điện tử để tiếp cận một cách hiệu quả những người thụ hưởng đã được xác định. Thưa quý vị, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 khiến sức mua giảm sút, gây ra nhiều thách thức với thị trường bán lẻ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định ngành bán lẻ Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực nhờ tiến độ tiêm chủng vaccine. Theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước tính đạt 381,9 nghìn tỷ đồng, giảm 2% so với tháng trước và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 2 năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.117,6 nghìn tỷ đồng, giảm 8,4% so với quý trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 956,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7% so với quý trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chúng ta đang phải chịu những hậu quả nặng nề từ dịch bệnh COVID-19, Quỹ Tiền tệ Quốc tế vẫn đưa ra dự báo Việt Nam sẽ là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong ASEAN, với GDP tăng 6,5% vào năm 2021, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Thực tế cho thấy, mặc dù là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, nhưng các doanh nghiệp bán lẻ vẫn đang cho thấy tín hiệu lạc quan. Vẫn có nhiều doanh nghiệp có được sự tăng trưởng tốt ngay trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất. Một ví dụ điển hình đó là công ty cổ phần tập đoàn Masan, khi mà doanh thu thuần hợp nhất quý 1 năm 2021 của doanh nghiệp này đạt tới 19.977 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của các chuyên gia, đến cuối năm 2021, đầu năm 2022, khi tỷ lệ tiêm vaccine của nước ta được tăng lên và đạt được miễn dịch cộng đồng thì ngành bán lẻ nội địa sẽ có bước khởi sắc, hồi phục và phát triển tốt hơn do người dân sẽ an tâm hơn trong việc mua sắm tại nơi công cộng. Dù đứng trước sự thay đổi rất lớn về thói quen, hành vi và nhu cầu của thị trường, để khôi phục lại ngành bán lẻ trong thời gian tới, song song với việc đạt được miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine, thiết nghĩ các nhà bán lẻ cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại thị trường và có những chiến lược, định hướng cũng như cách thức mới về sản phẩm cũng như bán hàng để phù hợp với tình hình, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và xây dựng một thị trường bán lẻ cạnh tranh lành mạnh.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tâm Điểm Chất lượng và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể gửi về hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com hoặc qua hotline 0243 574 7649. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.